đây là mã Dell Latitude E5470 mà em đang giới thiệu với anh chị em. Đấy, mã này về hình thức thì đây anh chị em xem máy thì đẹp long lanh luôn, không thể chê được nhé, gần như không có vết xước sắc này luôn ạ. Đấy, đẹp phải là đạt đến 95%. Ok chưa? Mã này về hình thức thì không thể chê được rồi. Có bên phải đây thì có một cổng USB này, một khe cắm thẻ nhớ này. Và đây là chân cắm ra loa ngoài 3.5 thì nó ECT. Đằng sau đây thì có cổng là G45, đây là chuẩn cắm VGA. Và đây có thêm cổng HDMI nhá, để anh em kết nối ra ngoài màn hình lớn hoặc là máy chiếu hoặc là màn hình TV. Còn đây có thêm một cổng USB nữa. Còn đây là chân cắm sạc. Đấy. Bên này có thêm một cổng USB nữa. Tức là có 3 cổng USB tất cả nha anh em nhé. Có cổng HDMI đầy đủ tất cả cổng luôn. Ok chưa? Đây, sau đây em sẽ test qua một cái số tính năng cơ bản của máy để anh chị em xem nhé. Ok chưa? Đây. Để em sẽ vào em test. Trước tiên là cấu hình máy á. Đây để em kiểm tra cái mic nhá. Đấy. Mic thì alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Em đang test mic nha anh em nhé. Đây đủ 100% em sẽ play lại cho anh em xem. Ở hai là em test cái cam. Đây cam xem cam nào. Quay ra đây nhìn ra này. Cam khá là nét luôn, khá đẹp luôn nha anh em nhá. Khá là ok luôn ạ. Không thể chê được rồi. Để anh chị em nào mà cần giảng dạy qua Zoom hay gì đó liên quan đến giảng dạy hoặc là gọi điện là khá là ok. Đây em sẽ test nhạc. Ôi dạ. Nhạc đây. Đây. Khá là trong trèo luôn nha anh em nhá. Đây ok chưa? Đó. Còn cấu hình máy thì là như em đã nói, đây. Đây là Dell Latitude E5470 đúng mã máy nha anh em nhá. Chip là chip i5 6300U, RAM là 8GB, được chưa ạ? OSD là 256. Nếu anh chị em nào mà muốn kiểm tra cấu hình máy thì các anh chị em có thể là ấn đồng thời cái tổ hợp phím này, cửa sổ và R. Đấy, cửa sổ này, phía cửa sổ này và phía R. Anh em thì sẽ hiện lên một cái bảng này. Anh em gõ cái lệnh là DXDI ngắn nhá, AG rồi anh em mình OK là nó sẽ hiện ra một cái bảng như này. Đấy, là nó sẽ hiện ra ở tên máy, cấu hình máy và chip và RAM, được chưa? Và cách đơn giản hơn là anh em có thể là kích chuột phải với ZPC, kích chuột phải nhé. Đấy, kích chuột phải vào. Các em, anh em kích chuột trái, lại kích chuột trái vào dòng Properties phần cuối cùng này. Ok ạ, này nó cũng sẽ hiện ra cấu hình máy cho anh em. Ok chưa? Chip i5 6300, RAM 8GB, ok chưa? Đó. Ok. Đấy, sau đây em sẽ lấy lại cái phần ghi âm vừa nãy em ghi âm nhá, anh em xem ghi âm nào. Đấy, ghi âm cực kỳ nét luôn. 5, 6, 7, 8, ok chưa? Đấy, khoảng cách xa nghe rất là rõ ràng luôn. Đấy. Nên là mã này thì là tất cả các anh chị em để mà dùng mà học tập này, học sinh, sinh viên hoặc thầy cô giáo giảng dạy, hoặc các anh chị em là văn phòng hoặc là một số công việc khác thì khá là ok, không thể chê đâu được nữa. Phím là phím LED anh em nhé. Ok chưa? Màn hình là màn Full HD. Đây sẽ cho anh em xem cái màn. Ok. Đây, anh em xem độ phân giải 1920 x 1080 nha anh em nhé. Đây phím là phím LED. Này có thể ngửa ra được 180 độ luôn. Ok, đây phím này. Anh em nhìn thấy chưa? Khá là đẹp ở cái mẫu mã này nhá. Anh chị em nào có nhu cầu thì lúc Zalo của em là 0934669689. Em quên mất để em test cho anh em cái chân cắm ấy nhá, chân cắm HDMI. Đây em cắm ra cái màn hình này nhá. Ok chưa? Đấy, đây em tí. Đấy, lên màn rồi. Đây, em cắm thêm cả chân cắm 3.5 luôn anh em nhá. Đấy anh em nhìn thấy cái màn không? Ra hai cái màn hình rồi đúng không ạ? Đấy, em mở luôn nha. Đấy anh em nhìn thấy hiển thị kia hai màn hình chưa? Đấy em nhạc bây giờ em sẽ cho ra loa ngoài nhá. Em kích ra cho ra loa ngoài cho anh em nghe. Ok chưa? Khá là trong trẻo luôn. Có cả bass stereo nghe rất là rõ ràng luôn nha anh em nhé. Đấy, mình cắm đây. Ok ạ. Thôi em xin phép tạm dừng video ở đây. Anh chị em nào có nhu cầu cứ inbox Zalo cho em là 0934 669 689 anh chị em nhé. Bên em thì ngoài các mã sản phẩm đấy ra thì còn rất nhiều các cái dòng sản phẩm khác để đáp ứng tất cả nhu cầu công việc của anh em, như là chơi game này hoặc là thiết kế đồ họa hay là học lập trình. Đấy thì anh em cứ inbox cho em qua Zalo của em. Em sẽ gửi ảnh giá cấu hình chi tiết từng sản phẩm để tất cả các anh chị em có thể chọn được một mã sản phẩm ưng ý anh chị em nhé. Ngoài cái phần
Máy móc dai thì bên em có bảo hành thì phần cứng là bảo hành 3 tháng tầm 4 máy anh chị em nhé. Bảo hành phần mềm là 1 năm. Tất cả những anh chị em nào mà sử dụng ấy thì mua hàng bên em đều gửi cho một cái số của các bạn nhân viên kỹ thuật để hỗ trợ cho anh chị em trong quá trình sử dụng. Và anh chị em vui lòng gọi điện vào trong giờ hành chính giúp em nhé. Bên em đang có chương trình khuyến mại nên anh chị em sẽ được miễn phí ship toàn quốc và sẽ được tặng một phần quà bao gồm cặp cứng laptop, chuột không dây và tấm lót chuột anh chị em nhé. Khi nào nhận hàng anh chị em được kiểm tra hàng tại nhà trước khi thanh toán. Thôi em xin phép chào tạm biệt tất cả anh chị em ạ.